Ok, xin chào tất cả các anh chị và các bạn hen. Lâu quá cũng không có hát cho cả nhà mình nghe. Hát kiết rồi không có biết hát qua gì cho cả nhà nghe nữa. Thì hôm nay Yến hát chay cho cả nhà mình nghe nữa ha. Thì chỉ biết hát chay thôi chứ không có tìm ra được bài nào có đàn để hát hết trơn á. Mà hát giọng cổ đi. Mấy anh chị thích nghe hát giọng cổ thì là đang hát giọng cổ cho cả nhà nghe ha. Giọng cổ bài Chút kỷ niệm buồn ha, mà không có đàn hát chay nghe không ai cũng gán nghe dùng nghe không có chơi chém nha. Quên mất tiêu rồi. Thôi tới đây thôi. Hát bài khác đi. Khi gần cái hết bài đó cái gì diễn hiên tại vì tới khúc đó Yến quên mất tiêu rồi. Để Yến hát bài nào hài hài cho cả nhà ha. Đúng rồi. Hát lý mà lý chế đi. Sao đành bỏ anh đi, bao ngày tháng bên nhau ta tắm mưa cùng nhau băng dế. Em thích ăn phai mì, còn mình anh thích ăn khoai từ. Em đố anh ăn khoai nuốt mà không nhai, bởi thương em quá cho nên gán nuốt vô khoai ào ra. Em bắt anh giọng vào, em vỗ tay, em mỉm cười, giờ em quên đành sao. Thôi bye bye cả nhà mình ha. Chúc cho cả nhà mình có một ngày ngày gì ta? Có một ngày chuẩn bị cuối tuần đi. Một ngày sắp cuối tuần thật là vui và nhiều hạnh phúc hen. Bye bye. Dạo này cũng hơi khinh khinh cũng hơi nhẹ.